Những cuốn sách hay nhất mọi thời đại nên đọc. Sách là người bạn đồng hành cùng con người trên mọi nẻo đường, nó không chỉ giúp chúng ta nâng cao kiến thức mà còn giúp chúng ta chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Dưới đây Reader sẽ cung cấp cho bạn đọc 5 cuốn sách hay nhất mọi thời đại, giúp bạn đọc có thêm niềm tin và cảm hứng để thành công. Mời bạn cùng theo dõi. Top 5 cuốn sách hay về đam mê truyền cảm hứng đến bạn trẻ. Những cuốn tiểu thuyết nên đọc một lần trong đời. 8 cuốn sách hay về phong cách sống nổi tiếng trên thế giới. Những cuốn sách hay nhất mọi thời đại nên đọc. 1. Đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm là cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới do tờ báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1936, cuốn sách đã bán được 15 triệu bản. Cho đến thời điểm hiện tại thì cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và nhận được sự đón nhận của đông đảo các bạn độc giả. Nội dung cuốn sách hướng người đọc đến cách ứng xử phù hợp với từng hoàn cảnh trong cuộc sống. Bạn là một người ngại trong giao tiếp? bạn không có kỹ năng trong việc bắt chuyện hay đàm phán với ai đó. Nếu bạn đang muốn cải thiện vấn đề ấy thì đắc nhân tâm chính là cuốn sách dành cho bạn. Nếu như có một bí quyết nào để thành công, thì nó nằm ở khả năng hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người ấy cũng như góc độ của chính mình. Xem thêm, review sách đắc nhân tâm cuốn sách dành cho mọi người. 2. Bảy thói quen của bạn trẻ thành đạt muốn có thành công vang dội thì bắt buộc bạn phải kiên trì với mục tiêu của mình. Mỗi một cuộc hành trình đều bắt đầu từ những bước đi đầu tiên, nếu chỉ xem nó như một ước mơ và mãi mãi không thực hiện thì bạn sẽ mãi chỉ là một kẻ tầm thường. Vậy 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt sẽ cải thiện những thói quen xấu của bạn như thế nào? Là một cuốn sách self-help nổi tiếng thông điệp của cuốn sách vô cùng rõ ràng dễ hiểu, sẽ giúp bạn định hình lại cuộc sống, xây dựng thói quen tích cực để hướng đến thành công. Hãy học cách cười vào những điều ngu xuẩn mà mình làm. Ngoài ra bạn còn phải biết tha thứ cho bản thân khi mình có lỗi. Xem thêm 7 thói quen nên rèn luyện từ sách 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt. 3. Cuộc sống không giới hạn Nội dung của cuốn sách xoay quanh người đàn ông phi thường tên Nick Vũ Duy Sích, anh bị cụt cả hai tay và chân từ khi còn bé. Với nghị lực phi thường, vượt qua những mặc cảm của xã hội về căn bệnh của mình Nick trở thành một diễn giả truyền cảm hứng sống đến mọi người. Cuộc sống không có giới hạn, bức tranh thông điệp của cuốn sách vô cùng đơn giản và dễ hiểu, hướng người đọc đến cuộc sống tích cực. Chúng ta đều biết rõ con đường phía trước vô cùng gian nan nhưng tại sao vẫn đâm đầu vào? Chẳng phải chúng ta mong muốn được sống cuộc đời mình hằng mơ ước đó sao? Vậy thì không được bỏ cuộc trước khi mọi điều tốt đẹp ấy đến nhé. Nếu bạn là người đang phải đương đầu với khó khăn và thất bại mỗi ngày thì xin hãy luôn nhớ rằng phía trước những cuộc vật lộn ấy là một mục đích sống đang đón đợi. Và mục đích sống ấy còn vượt xa những gì ta hằng hình dung. 4 bộ sách hạt sống cho tâm hồn có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua cái tên hạt sống cho tâm hồn qua nhiều năm ra mắt cuốn sách được biên soạn dịch ra nhiều thứ tiếng và nó cũng đã khẳng định được vị thế của mình trong làng văn học thế giới cuốn sách là món quà cho những tâm hồn khô khan cằn cỗi mỗi tập là một câu chuyện khác nhau giúp chúng ta có những trải nghiệm góc nhìn khác nhau về cuộc sống một câu chuyện là một trải nghiệm khác nhau nó có thể giúp bạn định hình về bản thân giúp bạn theo đuổi ước mơ nếu bạn đang muốn tìm kiếm những câu chuyện đa sắc màu về cuộc đời, về con người thì hãy lựa chọn bộ sách này nhé. Xem thêm Hạt sống tâm hồn, bộ sách mang đầy ý nghĩa cuộc sống. 5. Thói quen thứ 8 Nếu đã đọc qua cuốn sách 7 thói quen để thành đạt thì cuốn sách này sẽ cho bạn cách nhìn hoàn toàn mới. Nó giúp bạn vượt qua nỗi đau khổ, giúp bạn phát thảo về chính cuộc đời của mình. Đó là lý do vì sao nó lại trở thành cuốn sách nổi tiếng thế giới. Cuốn sách thích hợp cho mọi độc giả, dù bạn đang trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn đang đứng trên đỉnh cao của thành công hay đứng dưới đáy vực của thất bại thì cuốn sách đều là sự lựa chọn tuyệt vời. Hy vọng bạn sẽ không bỏ qua cuốn sách này trong tháng 5 tuổi trẻ nồng nhiệt này. Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống cao đẹp thay vì một cuộc sống tầm thường, dù là tại nhà hay nơi làm việc và cộng đồng. Trên đây là gợi ý về năm đầu sách hay nhất mọi thời đại. Nếu biết cuốn sách này nào ý nghĩa hãy để lại tên ở dưới phần bình luận để tiếp cận thêm nhiều độc giả bạn nhé. Hy vọng bài viết này sẽ giúp độc giả có thể lựa chọn được cuốn sách phù